Vừa qua tại Hà Nội, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam tổ chức hội thảo vướng mắc rủi ro pháp lý và giải pháp cho nhà thầu xây dựng Việt Nam. Theo Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tràn lan kéo dài nhiều năm không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư mà còn tác động tiêu cực đến an ninh tài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững. Hệ quả là nhà thầu và các doanh nghiệp đối tác có nguy cơ phải giải thể, phá sản. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng trên có liên quan đến việc môi trường pháp lý trong hoạt động xây dựng. Hợp đồng nó không phản ánh được đúng cái sự công bằng giữa các cái đối tác trong cái hợp đồng. Cái ràng buộc pháp lý, trách nhiệm của chủ đầu tư, vốn ngoài ngân sách với các nhà thầu xây dựng thì nó không rõ ràng, thậm chí là không có. Thế chính vì vậy cho nên là nó dẫn đến trong cái thời gian vừa qua là cái nợ trong xây dựng, mà như vậy nó sẽ lằng nhằng từ cái nợ từ chủ đầu tư sang nhà thầu chính, từ nhà thầu chính sang nhà thầu phụ nợ sang nhà cung cấp, cho nên gọi là đang là nợ vòng quanh. Vấn đề ở đây là phải lựa chọn được cái người trực tiếp xử lý cái công việc mà các bên cần tham gia. Đó là gì? Đó là cần phải lựa chọn được người trọng tài có kinh nghiệm, có kiến thức, có khả năng để có thể xử lý được những cái vấn đề pháp lý phức tạp trong cái thi công xây dựng. Thì đấy là cái vấn đề quan trọng. Theo các chuyên gia, kinh nghiệm của các nước khi làm hợp đồng xây dựng phải yêu cầu dòng tiền của chủ đầu tư và nhà thầu phải minh bạch và mở bảo lãnh thanh toán để đảm bảo chủ đầu tư có khả năng và nguồn lực cho nhà thầu. Tuy nhiên, việc này có thể làm tăng chi phí tài chính cho dự án của chủ đầu tư. Vì vậy, các văn bản luật cần nghiên cứu phương án và điều chỉnh đối với luật là không cho áp dụng, hạn chế hoặc cấm về điều khoản thanh toán giáp lưng, tức là không cho phép chủ đầu tư trì hoãn thanh toán cho nhà thầu phụ khi không nhận được thanh toán từ chủ đầu tư. Tại hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VIAC và Hiệp hội các nhà thầu xây dựng nhằm nâng cao kiến thức pháp lý cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội để phát triển bền vững trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.